Kính chào các bạn đang xem kênh Bonsai Đại Nghĩa nha. Trong video trước mình đã giới thiệu với các bạn ba cách ghép mai vào ba thời điểm khác nhau. Nhưng trong đó cái cách thứ ba do thời gian video có hạn cho nên mình chỉ giới thiệu sơ qua phần lý thuyết và mình cũng chưa thực hành trên cái cách thứ ba để các bạn xem. Trong video hôm nay mình sẽ thực hành cách thứ ba để các bạn xem nha và phân tích những cái ưu cái nhược điểm của cái cách thứ ba này nhé các bạn. Hai cây này là trong số 50 cây mà mùa mưa năm ngoái mình trồng thử nghiệm, không lấy bầu đất, không lấy rễ. Tại vì lúc đó là người ta cho mình mai trên cái đất người ta họ ủi ra, họ phân lô, họ bán. Cho nên là trong một buổi sáng mình phải đào hết chừng đó cây, lúc đó là mình đào 50 cây. Như thế này đây này các bạn. Đây, cây nào cây nấy mình đào cũng giống như thế này hết, không lấy bầu đất, không lấy rễ nha. Mà cây đây là trong số những cây chết mình còn để lại nè. Mình trồng cũng rất cạn, mình trồng vào cái bầu mình trồng tới ngay cái ngón cái mình thôi. Đấy, còn hai cái cây đây là trong số những cái cây sống sót. Thì vài hôm nữa mình sẽ có video mình chia sẻ về cái cách trồng ẩu như thế này để các bạn tham khảo nha. Cây này hồi đó mình vừa trồng vào bầu đất là mình ghép ngay luôn. Và nó sống. Mình ghép đống thân là ba mầm. Và bây giờ xung quanh nó đã kéo ra lại với nhau hết rồi. Nó chỉ còn một cái lõm ở giữa cái thân đây là mình nó chưa kéo ra lại thôi. Và do là hồi đó là mình làm cho vội vàng cho nên mình cưa xong mình cũng không đục cho nó cái nu đây nó u lên. Bây giờ xung quanh nó kéo ra lại thì ở giữa đây nó lõm xuống đây các bạn. Sau này nó sẽ đọng nước đây, nó dễ thúi phần gỗ đây lắm này. Cho nên trong lúc nó chưa kịp thúi cái phần gỗ đây á, thì ta phải để ba cái mầm đây nó phát triển mạnh lên để nó kéo da bít lại thì nó không kéo, thì nó không bị thúi cái phần gỗ. Còn nó nằm giữa cái mầm ghép đây và mầm ghép đây nó có cái mầm lên gọi là mầm thực sinh lên của cái cây cũ á, thì ta cứ để cho nó lên để nó kéo từ da từ bên đây qua và bên đây kéo da qua. Như vậy cái vòng tròn đây nó sẽ nhanh liền da hơn. Còn cái cây đây là mình vừa mới bấm này. Tại vì nó mạnh quá, nó hút, nó dành dinh dưỡng bớt của ba cái mầm ghép đây. Như vậy vài hôm nữa thì cái chỗ cái ngón tay mình đây nó sẽ cũng nứt chồi lại. Cái chồi thực sinh này mình vẫn để cho nó kéo da. Nhưng mà mình không được để nó vượt ba cái mầm ghép đây, nó sẽ dành dinh dưỡng. Cho nên mình để khi nào mà nó vượt thì mình bấm, mình tỉ cho nó yếu bớt thôi. Còn qua cái cây đây, lúc đó là mình không có mầm ghép cho nên là mình không có ghép cho nó. Tuy là mình lúc đó mình cưa xong là mình có bôi keo cái mặt cưa đây, nó cũng kéo da sơ sơ này, nhưng mà ngay cái mép của cái chỗ mình cưa đây, ngay ngón tay mình đây, nó nứt lên một cái chồi rất là yếu, chỉ có một cái chồi duy nhất đây thôi, còn lại là nó nứt ở bên dưới cái mép cưa hết, như đây tất cả là chồi nó nứt bên dưới mép cưa hết. Nếu mà nó nứt cái chồi ngay cái chồi ngay cái tay ngón tay mình đây mà nó phát triển mạnh á, thì cái lớp da trên đây nó nhanh kéo lại, nhanh liền cái da chỗ cái vết cắt lắm. Như vậy bây giờ mình phương án thứ nhất á là có thể mình cắt bỏ hết những cái mầm xung quanh, mình trừ mỗi cái mầm đây là cái mầm thực sinh của nó thôi. Đợi một thời gian nữa cái mầm đây nó to lên thì mình mới ghép vào, ghép một mầm vào đây thôi, rồi sau đó nó phát triển lên thì nó kéo da lại, nó sẽ liền cái thẹo đây. Còn phương án thứ hai á là bây giờ mình cưa nó ngang đây luôn, cưa ngang đây luôn, rồi mình xử lý cái nhát cưa đây, sau đó mình ghép đóng thân vào đây theo hai cách mà trong video hôm bữa trước mình đã chia sẻ với các bạn đấy. Còn phương án thứ ba là bây giờ mình chọn cái cành khỏe nhất đây, ngay chỗ ngón tay mình đây, mình ghép một mầm vào ngay đây và mình giữ lại cái mầm đây, giữ lại cái chồi đây, còn tất cả các chồi còn lại mình bấm bỏ hết. Đồng thời ngay cái mép của cái mầm đây là nó cách cái mặt cưa cũ là khoảng một phân, thì mình cưa, giờ mình cưa lại, cưa sát của cái mép cái mầm mới đây luôn. Và mình lấy cái đục, mình đục thì nó rơm cái cây lắm, cho nên mình lấy cái kẹp, kẹp cái vết thẹo đây xong bôi keo lên đây. Theo mình thì phương án thứ ba là hợp lý nhất, nhưng do cái cây này mình thấy nó hơi yếu cho nên tạm thời mình chưa ghép, mình để đó cái để tính sau. Giờ mình ghép vào cái cây đây để các bạn xem nha. Cái mầm đây là to nhất, mình giữ cái mầm đã lại. Còn ngay chỗ đây nó có cái mắt này, thì bây giờ mình sẽ ghép ngay chỗ này. Mình bấm lên trên khoảng tầm một phân rưỡi đây.
trên cái mắt thằng phân rưỡi. Còn mấy cái chỗ kia mình bấm bỏ hết. Các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Mình mới lập kênh, mới chỉ được có vài lượt xem và vài người đăng ký thôi. Thảm quá các bạn ơi. Mình dùng cái mầm này. Sau này nó lên thì mình sẽ uống cái tàn nó ra, làm một tàn lên. Đầu tiên mình rọc cái da nó xuống. Chỗ cái mắt là vào sâu nhất. Sau đó cái càng xuống dưới ta cho nó ăn mỏng ra dần. Sau đó ta rọc cái này, rọc bên mâm này. Ta cầm lưỡi lem cho nó xíu xíu để nó dễ tạo được cái mặt phẳng hơn. Ta cầm thế này là nó sẽ khó nè. Mà ta để xíu cái lưỡi lem vậy nè. Ta rọc nó sẽ dễ có cái mặt phẳng hơn. Và nó đi cũng ngọt hơn nữa. Cố gắng gọt làm sao cho cái đường đi của nó phẳng, thật phẳng mà mình thật mịn. Thế này thôi. Mặt phía sau ta không có gọt trẻ là bên đây đâu nha. Ghép đóng thân thì ta gọt bên đây một chút. Mà đây ghép đắp vào thì bên đây không gọt. Sau đó ta đặt nó vào. Đấy. Đúng cái vị trí đó. Ở dưới đây là giáp với cái đường. Cuối cùng bắt đầu ta gọt. Lấy cái dây ni lông hoặc bì bóng xé ra, hoặc băng keo cách điện, hoặc là băng keo chuyên nghiệp càng tốt. Ta quấn tạm nó một đường ở giữa để cho nó dính đã. Sau đó ta quấn xuống dưới. Rồi bắt đầu ta quấn chặt dần lên. Để cho cái bảng dây nó không bị sắn, không bị gấp nhỏ bảng lại nha. Để cho bảng dây nó rộng ra. Cho các bạn nó mở rộng ra. Rồi, ta quấn nó lần xuống thôi. Rồi ta sẽ rút lại ngay chỗ đây. Mà cái chỗ đây là nằm dưới cái chỗ hồi nãy ta cắt cái vỏ. Rồi rút lại. Vậy là xong. Ta mang cái chậu ra ta để trong mát, dưới bóng mát gốc cây cũng được, hoặc ở trong nhà vòm mát hẳn luôn cũng được. Còn nếu ta để ngoài nắng thì ta phải che lưới đen lại cho nó khỏi nắng. Đối với cái mùa đây nó chưa có lá này, cái đây nè, thì mình không cần bọc bị bóng lại đâu. Nhưng nếu mùa mưa mà mình ghép cái kiểu này á, là chỗ này mình cắt mình để một tí lá nhỏ thôi, hoặc mình không để lá cũng được, nhưng mà phải bọc bị bóng lại. Còn nếu bây giờ ta bọc bì bóng luôn thì càng tốt, càng kỹ. Tỷ lệ sống sẽ cao hơn.
Để chỉnh sao để cái bì bóng nó đừng có kẹ vào cái bo ghép nha. Nhược điểm của cách này đó là nó không được như ghép đóng thân. Ghép đóng thân thì nó sẽ kéo liền thẹo ngay chỗ cái vết cưa cây phôi trước khi ta ghép đóng thân. Còn cách này thì nó không kéo được ngay chỗ đó. Nhược điểm thứ hai của cách này đó là ta phải chờ từ 1 năm trở lên tính từ ngày ta trồng cây phôi thì ta mới có cái mầm nở lên khoảng tầm chiếc đũa trở lên thì ta mới ghép cách này được. Ưu điểm của cách đây đó là vào thời điểm ta trồng cây phôi ta bận cái gì đó ta không ghép được hoặc lúc đó ta chưa có bo ghép thì ta để nó nảy mầm nở lên tầm khoảng 9 tháng cho đến 1 năm hoặc hơn 1 năm thì bây giờ là ta rảnh rồi, ta có mầm rồi, ta ghép. Như vậy mình đã thảo luận chia sẻ với các bạn cách ghép đắp vỏ cũng như là thời điểm ưu nhược điểm của cách ghép này. Và bây giờ là cuối video, kính chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.